Vâng, chúng ta cùng đến với cái hộp mực. Hộp mực máy in. Hộp mực 226A dùng cho học, dùng cho máy in hộp mực. Hộp mực 76A 226A 53A 80A 93A 16A 14A 35A 85A 75 78A và 83A 36A. Canon thì do 303 308 309 và 319 333 và 052. Canon là 316 316 325 328 337. Trọng lượng là 140g. Sản xuất Made in Việt Nam. Sản xuất dưới công nghệ của Nhật, Nhật Bản. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video tại shop điện máy số. Hãy đặt hàng qua shop điện máy số, chúng tôi sẽ ship hàng và giao hàng tận nơi trên toàn quốc cho quý khách. Liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0901 656 888.